Chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA. Mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 17 tháng 11 năm 2020 như sau. Cập nhật tình hình COVID-19 hiện nay ở Hoa Kỳ cũng như là dữ liệu của NBC News cho thấy các trường hợp COVID-19 đang gia tăng ở tất cả 50 tiểu bang. Texas là một trong bốn tiểu bang trong chương trình thử nghiệm vaccine COVID-19 của Pfizer. Điều đó nghĩa là gì? bốn tiểu bang mà được vắc xin thử nghiệm sớm đó là tiểu bang nào một cô y tá làm việc trong phòng eo ER ở south dakota nói rằng một số người trong số những người nằm trong bệnh viện họ không tin loại virus mà họ mắc phải là có thật cập nhật tình hình diễn biến mới nhất ở mỹ cũng như là những lệnh giới nghiêm và đóng cửa những tiểu bang có ảnh hưởng đến nail và tóc và cuối cùng là cập nhật mới nhất của gói cứu trợ cũng như tấm chất 1002 đang diễn ra như thế nào. Thì Kim mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết này. Dữ liệu mới nhất của NBC News cho thấy các trường hợp nhiễm virus corona đã tăng lên ở tất cả 50 tiểu bang cộng với Washington DC trong 14 ngày qua. Và hàng chục tiểu bang trong số đó có Vermont, Maine, Minnesota, New Hampshire, Iowa, Ohio, Colorado, Michigan, Nebraska, Kansas, Pennsylvania và New York, số ca nhiễm trùng đã tăng đột biến trong 2 tuần qua, nghĩa là đã có 100% tăng hoặc nhiều hơn trong các trường hợp được xác nhận trong 14 ngày. Cũng như thị trưởng của Philadelphia, ông Jim Kenney cho biết với việc đại dịch đang gia tăng, ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp đặt các hạn chế mới. Pfizer hôm thứ Hai thông báo họ đã chọn Texas là một phần của chương trình thử nghiệm đợi thử nghiệm phân phối vaccine COVID-19 của mình. Rhode Island, Tennessee và New Mexico cũng là một phần của chương trình. Pfizer cho biết các tiểu bang sẽ không nhận được liều vaccine sớm hơn các bang khác, nhưng họ sẽ được công ty hỗ trợ. Thì lý do mà Texas, Rhode Island, Tennessee và New Mexico à, đã được chọn cho chương trình vì sự khác biệt của chúng về quy mô tổng thể, sự đa dạng của dân số và cơ sở hạ tầng tiêm chủng, Pfizer nói. Ứng cử viên vaccine đã hiệu quả hơn 90% trong số những người tham gia thử nghiệm, những người không được biết trước đó đã bị nhiễm coronavirus, công ty cho biết về phân tích tạm thời. Đầu tiên, tập đoàn của Pfizer dự kiến sẽ có sản xuất 50 triệu liều vaccine COVID trong năm nay và 1,3 triệu liều vào năm 2021. Và cũng trong ngày hôm qua, thì nhà sản xuất dược phẩm Moderna cho biết kết quả ban đầu cho ứng cử viên vaccine COVID của họ cho thấy có hiệu hiệu quả là 94%. Thì Madonna cũng có kế hoạch gửi giấy phép sử dụng khẩn cấp trong vòng vài tuần tới, theo một bản tin cho biết. Và thông tin tiếp theo là có một phỏng vấn của cô y tá làm trong văn phòng EO ER ở South Dakota đã trả lời phỏng vấn trên đài CNN vào ngày hôm qua rằng là cô nói một số người trong số họ không tin virus mà họ mắc phải là có thật trong khi nhiều bệnh nhân biết ơn sự chăm sóc mà họ nhận được từ các y tá. Cô tiếp tục nói, một số bệnh nhân COVID-19 dành những giây phút cuối cùng đợi từ chối gọi điện cho gia đình và bạn bè vì tin rằng họ sẽ ổn. Những lời cuối cùng của họ là điều này không thể xảy ra. Nó không có thật, cô nói. Và cô tiếp tục nói, trong một số trường hợp khác, bệnh nhân thậm chí khẳng định là họ bị cúm hoặc ung thư phổi để tránh thừa nhận họ bị coronavirus. Và tiếp theo là cập nhật tình hình hạn chế cũng như là giới nghiêm cho những tiểu bang và có ảnh hưởng gì đến nail và tóc. Thì ở Maryland đã thông báo rằng các cuộc tụ họp xã hội riêng tư sẽ được giới hạn ở 10 người trong nhà và 20 người bên ngoài. Hạn chế mới sẽ có hiệu lực vào lúc 5 giờ chiều thứ ba ngày 17 tháng 11. Thành phố Baltimore, những cơ sở vật chất trong nhà và ngoài trời không được vượt quá 25% công suất và bao gồm phòng tập thể dục, nhà hát và nhà hàng. Tất cả các quán bar không phục vụ đồ ăn đã được lệnh đóng cửa và các nhà hàng phải đóng cửa hàng trước 10 giờ tối. Ở hạt Montgomery, các tiệm làm tóc và làm móng cùng với các sân chơi bowling được giới hạn ở mức 25% hoặc 25 người tùy theo mức nào thấp hơn. Các cuộc tụ tập trên 25 người thì bị cấm. Thì Kim mời quý vị tiếp tục xem video Kim sẽ list ra rất là nhiều tiểu bang cũng như là quận hạt đang có những giới nghiêm và lệnh đóng cửa mới Và mới nhất thì danh sách 15 quận ở Colorado sẽ chuyển sang màu đỏ vào thứ sáu Hầu hết các dịch vụ trong nhà như ăn uống trong nhà phải đóng cửa Thì ở Colorado hơn một chục quận dự kiến sẽ chuyển sang các hạn chế mới vào thứ sáu thì hầu hết các hoạt động trong nhà đều bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt và các hoạt động ngồi trời được khuyến khích như một giải pháp thay thế, các giới hạn dung lượng và đáng kể, dịch vụ ăn uống trong nhà đóng cửa nhưng các lựa chọn mang ra ngoài, lời đường, giao hàng và mang đi vẫn có sẵn. Ở New Jersey thì các dịch vụ chăm sóc cá nhân không được vượt quá 25% công suất và đây là giới hạn tương tự đối với các doanh nghiệp khác trong đó có tiệm tóc và tiệm nail và việc ngồi tại quán bar và nhà hàng sẽ bị cấm hoàn toàn. Và tiếp theo là tiểu bang New York cũng nằm trong số tiểu bang giới hạn các cuộc tụ tập riêng tư không quá 10 người, một động thái nhằm ngăn chặn những người tụ tập đông người đặc biệt là trong lợi tạ ơn để ngăn chặn sự lây lan thêm của coronavirus. Không chỉ riêng New York Bên cạnh đó thì New Jersey và Massachusetts cũng đã áp dụng các chính sách tụ tập riêng tư nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn như Connecticut, Rhode Island và North Carolina có những quy định tương tự, trong khi Nebraska dự định sẽ làm như vậy nếu số lần nhập viện vượt quá một ngưỡng nhất định. Thì một lần nữa để trả lời câu hỏi thì tiểu bang Washington có những hạn chế như sau. Những hạn chế bao gồm phòng tập thể dục, rạp chiếu phim trong nhà và bảo tàng sẽ được đóng cửa. Một số bao gồm cả tiệm làm tóc và làm móng được phép mở cửa ở mức 25% công suất. Và Kim nhắc lại một lần nữa, tiểu bang Oregon và California đưa ra một lời khuyên du lịch khuyến nghị rằng bất kỳ ai đi qua các tuyến của tiểu bang phải kiểm dịch trong vòng 14 ngày. Cuối cùng là cập nhật về gói cứu trợ cũng như tấm chắc 1 hai lần 2. Thì theo thông tin mới nhất, thì bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer yêu cầu ông Miss McConnell bắt đầu lại các cuộc nói chuyện về cho cái gói cứu trợ lần 2 này khi các ca bệnh càng ngày càng tăng cao. Thì hai người này đã không nói chuyện với lãnh đạo đa số thượng viện Miss McConnell về một dự luật cứu trợ khác kể từ cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Các nhà lãnh đạo quốc hội cho biết trong tuần này họ dường như bị mắc kẹt trong lập trường trước bầu cử khi đảng Dân chủ thúc đẩy một gói chi phí là 2,2 nghìn tỷ và đảng Cộng hòa tìm kiếm một dự luật khoảng 500 tỷ đô la. Bên cạnh đó thì ông Joe Biden ủng hộ một cái gói 2,5 nghìn tỷ hoặc là không có gì hết. Cả hai Mitch McConnell và bà Nancy Pelosi đều báo, báo hiệu rằng họ muốn thông qua dự luật trong năm nay trước khi ông Biden nhậm chức. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều không thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ cho nhau. Và đó là thông tin mới nhất khi muốn cập nhật đến quý vị về tình hình COVID cũng như là vaccine và gói cứu trợ. Đến đây Kim xin tạm dừng video Video. một lần nữa gia đình kim phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo